quay nãy giờ không đâu, em chụp hình. Nhìn quen quá là phải không? Dạ không phải. Nghịch chứ cái hãng này. Đâu có cái máy này của nhà ông đó à. Sắp có cái kia này. Còn cái 10.000 kia nữa chưa đem đi nữa. Đẹp không, còn cái H nữa anh. Còn đặt một cái nữa, H nữa. Cái 4.9 đó phải không? Quên quên nè. Thứ vậy nè. Ủa lưỡi nhỏ vậy luôn hả? Còn ở dưới không bự hơn chút anh. Bự nhỏ hơn chút rồi. Rồi bà đi được rồi. Ê anh nói kiểu này nó không xỏ vô nữa. Để đi. Lút luôn hả? Này của anh xài. Còn làm cho mọi người làm kia rồi. Nước thì anh cây dứa tùm luôn. Mà vậy phút này hả? Anh nổi chìm em. Hả? Có chìm luôn hả? Chìm. Chìm đến tới luôn hả? Tới hả? Vậy vậy. Em dài quơ mới ăn hả? Không, kéo về nó chậm ăn. Ngắn quá hả? Dài nữa hả? Dài nữa anh phải chơi đi đời để không nó sắn. Nãy em có làm cây không mà ta đâu rồi? Năm mùa gì em? Cùng nãy hả? Lá hả? Lá trùng rồi, cũng hoa cũng hạ hả? Trùng hổ thì đâu có lan đâu. Nhớ là lỡ có dính rồi. Chìm bốc hả? 10 lúa hả? Tè kìa đúng rồi tay đóng là dính rồi đó, đóng hay không tới tay mà còn vuốt mẹ rồi uổng mẹ ai biết đâu đập bự nó đóng hay dính rồi dính hết rồi luôn. Hai nó lên giả không ơi. Dạ các bạn rõ ràng không ơi. Đâu. Mẹ nó bắt trước con bi rồi. Bự đâu bự, có thể chạy gì đâu bự. Đây đồng đội lên nè, đồng đội lên nè. Là chưa đít. Ai đó. Có cá rồi, có rồi, có rồi, có cá rồi, đó. Bự nghe, bự nghe. Có cá. Cá bự nghe, đó, lên nè. Bả xa rồi. Bả xa rồi, đó, đó. Đồng đội lên nè. Bự rồi. Có cá nó lỗi nha. Không có giảm. Cá tinh luôn. Đó, nè nè nè. Đó. Nhìn chơi rồi. Đó. Lỗi nó luôn. Rồi bắt kéo lên luôn chứ. Ghê. Kéo lên luôn chứ. Dính rồi nha. Có hàng nha. Chả cá nữa luôn. Chả cá. Rồi, cái lửa nó chung heo dính cho em. À, dính em chung rồi. Rồi. Chả cá lại giọng tiếp. Để chụp hình ghi ông Trân chuẩn bị. Chút xíu nào. Không, cái da nó dài lắm. Trời ơi, trời ơi. Cá đồng đội ghê quá. Dài. Cầm ra ngoài sông luôn, cầm lên. Thấy ngoài sông, thấy cái view ngoài sông là hoàng chứ. Đây, nhẹ nhàng mặt chọc. Cái lớn ghê ha. Chừng cái cạnh á. Rồi dèo luôn coi. Ba. Dèo luôn, có dây. Lấy dây dèo luôn chứ sao. Lấy đi đợi kìa dèo. Rồi dèo luôn, cộng dây đi, cộng dây đi. Rồi. Tối có thứ mà để mình nấu với đỡ đi chợ. Trùng hổ nữa. Trùng hổ nữa, quánh là trùng hổ nè, trùng hổ nữa. Xài hết vậy luôn. Thấy nó giật tưng tưng nãy giờ. Tưng me nãy giờ. Em có quyền em bây giờ em nói không? Nói gì à? Nói gì cũng được hết trơn. Vậy em nói sao cũng được đó. Đây. Mà cắt hết 3 mét lê đờ dèo là hết mấy chục ngàn rồi phải không? Lỗ rồi. Cái này coi như
Gì anh? À, mô tô hả? Mô tô. Mô tô thôi chứ trên đây nó chạy cái đó không xe hơi nào chạy được. Vào sau lái luôn, vào sau lái luôn. Vô. Hay quá bớp ơi. Vô vô anh, vô không? Cá lướt bán luôn cả tội không. Cá còn đâu mà. Cá bán mũi đầu rồi. Còn nó lướt bán luôn. Bơi hết nổi. Ồ, cá chạy ngược nước cái ghê không? Lặn vèo vèo luôn. Dạ. Không, đừng có so, đừng có quăng xa làm cái gì, cứ thẳng đưa thẳng xuống cho nó thẳng dây xuống từ 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 là tới tới đáy à. Kéo cục chị hương đủ đuối à. Trong cá không chị. Còn cái này yếu nước ăn cho thấy. Nè, cá lại ra. Trời ơi, quá. Đúng không? Trời sao nó lỡ rồi. Trời ơi, dính chứ sao không dính. Trời ơi. Trời ơi. Nè, cá dứa nè. Dứa tùng luôn. Tùng hoài luôn, có tùng hoài luôn. Dứa ở đây đây. Cá quá xinh. Đã vậy. À, nó đâm, nó đâm giúp đó. Úng nút rồi, úng nút. Đừng nói đâm, nó đâm giúp đó mà. Úng nút à. Đừng nói. Chưa thấm gỡ thì nhét rồi luôn. Ủa gì, nó bự là bự chừng nào? Bự cả ký. Đây dưới này bỏ bọc nha. Ờ, à, bỏ luôn đi. Rồi. Má dưới cục gì luôn rồi. Nghe cứ tưng 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 hoài á, thôi kéo lên. Dưa làm ơi, dính cây dưa. Có dưa, có dưa nghe. Đổi mồi, đổi mồi. Đổi mồi nhiều khi nó ăn trùng hổ không ơi. Rồi tóm dây lại rồi. Cái này nó dính dính cái cục chì này ra cá nó không kéo được, mình không cảm giác. Dính nhiều rồi, dạ ba. Dạ dính cục chì rồi chú ơi. Nó phải dính cửa lưỡi đỡ quá. Lên. Rồi. Cá này. Hả? À, cá này. Còn mớ bằng đuống xuống liền. Còn lưỡi luôn. Ủa, quất cục bự vậy á hả? Con lưỡi hết sóc rồi má. Ồ, tên ghe dính rồi kìa. Ta dính kìa. Em ba tùng rồi nha, có dứa dứa rồi nha. Quá chừng rồi. Quá trời quá đất cá rồi.
cá dứa, nếu câu cá dứa câu con xanh lá nhạy hơn. Xanh lá là cái gì? Con dưới kia. Con trùng lá hả? Nước trồi ghê. Nước đi bao nhiêu mét vậy chú, hồi nãy coi xa, sâu không? Mấy mét thì khoảng dạ? Chục mét cao lắm. Ở đây vậy? Nước á, là giữa lòng là khoảng 15 mét mấy, không tới 16 mét nữa. Dạ. Má vậy là chì trôi rồi. Rồi đâu mai mốt gì đó, có đi về bến có chính em gỡ cho anh. Rồi để em kiếm cho anh. Mình này mình quánh cho tới nước rồng luôn đi anh ơi. 3 giờ về uổng lắm. Nước rồng là mấy giờ? Mình tới yếu nước đi rồi tính. Má nó cả mình ăn ghê chứ. Đang ăn á. Không. Cái á. Có chừng nó quấn anh. Đó cái đang ăn chui hen không ơi chứ giống vậy. Chừng nó quấn á, chừng nó chui á. Đó đang ăn chui hen. Chừng nó chui á. Đó rồi. Từ từ thôi. Đây. Dạ câu. Khẩu dính, lấy khẩu bây giờ thì dính em luôn không? Sao nó không gặn. Gặn gì vậy? Trời thẳng luôn. Mà dính là có tiếng nói liền. Có tiếng nói liền. Đang ngại nha. Dứt liền. Đang ngại. Đang ngại luôn. Có chụp vô mà chụp hình không? Đó hổ lắm. Chú ơi, lên hàng chú ơi. Phát biển liền chứ. Cho thay cái lưỡi quá, lưỡi nó nhỏ quá. Lưỡi em nhỏ. Đó, có con dây mỏ tao kìa. Dạ, chụp không? Con dây mỏ tao kìa, hộp nó luôn. Ê, hộp nhiều rồi đi. Hộp nhiều mà không được. Em dắt đi, anh ra đạp lại cá. Trời ơi, cá vừa nhịp cái quất luôn rồi. Chưa kịp nuốt nữa. Nuốt cái gì? Thời gian dài dàng mà anh vừa nuốt cái gì, không biết nữa. Nó lắm rồi đó.